Don't stop. Audio Jungle. Clip này mình làm để hướng dẫn cho các bạn cách để giấu côn nhị khúc ở trong người. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mang theo côn nhị khúc ở trong người một cách công khai hoặc lộ liễu, nên là chúng ta phải giấu ở trong người cho kín cho gọn. Vì thế nên là clip này mình làm để giải đáp một số cái câu hỏi của các bạn là cách giấu côn và từng loại côn sẽ giấu như thế nào. Trước tiên thì mình đang giấu một cây côn ở trong người, đó là côn nhị khúc thu gọn. Đây, độ dài khi mà thu gọn lại thì nó chỉ có 14cm thôi. Phất ra nó là 26cm. Như thế này. Đó, thì mang theo trong người rất là gọn và tức là khi mà cần sử dụng thì vẫn uy lực. Đấy. Côn này rất là chắc chắn và gọn nhẹ. Đó, khi các bạn thu lại thì các bạn có thể để ở trong bất kỳ cái túi quần nào cũng đều rất là tiện lợi. Mà đối với cái côn thu gọn này thì không nói làm gì, bởi vì nó giúp cho chúng ta quá thuận tiện trong cái việc mà giấu côn rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giấu cái loại côn là giấu lông này. Đây là loại côn mà trước đây người ta sử dụng nhiều và bây giờ thì ít rồi, ít sử dụng bởi vì là dây côn dài quá. Dây côn dài bằng thân côn, như côn này đây là độ dài là 25cm, dây cũng dài 25cm, tức là dây với côn dài bằng nhau, đó, gần bằng nhau đấy. Đây, bởi vì là khi gấp thì cái đoạn này nó bị gập lại một tí nên là nó không được hết cái thân côn này. Cái côn này có cái đặc điểm đó là lực ly tâm lớn, đòn ra rất là mạnh, chính vì thế nên là trước kia là người xưa thì hay dùng hơn. Cái cách để giấu côn này như sau này. Đây nhá, các bạn gấp côn hình chữ Z như sau. Đây, gấp lại như thế này, tức là dây chạy từ bên này sang đây. Sau đó này, chúng ta để côn ở phía sau lưng. Đây, chúng ta nhét vào đây. Chúng ta nhét vào đây nhá. Nhét xuống như thế này. Đó, và chúng ta phủ áo xuống như này. Đây là cách giấu côn, có nghĩa là không hề biết là chúng ta có côn ở đằng sau, đúng không nào? Giấu khá kỹ. Cái ưu điểm của cái việc giấu côn như thế này ấy, cách giấu côn như thế này, đó là như sau này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xem kỹ này. Đây, ưu điểm như sau. Rút côn một cái ra là có thể tấn công luôn. Đây, khi các bạn đưa tay ra sau này, các bạn cầm lấy cái thân côn như thế này, các bạn giật lên này, các bạn chú ý mình làm chậm nhé. Đây, kéo lên nhá. Đây, kéo ra là ra được đoạn dây rồi, đúng không? Kéo tiếp lên và đưa về như này thì rất là nhanh và chúng ta có thể ở thế thủ luôn và tấn công được luôn. Đó, đây như sau, nhét vào. Đó, như thế này, khi cần này rút lên này, đó, có thể đánh được luôn và thu côn vào như thế này, bạn nhét ra là xong. Đây là cách thu côn mình cảm thấy là nó hiệu quả trong việc mà giấu côn và chiến đấu nhất, hiệu quả nhất, bởi vì là rút côn ra một cái là có thể tấn công được ngay. Đó, rất là hay, nhưng mà áp dụng đối với những cây côn mà có độ dài tầm khoảng 19-20cm trở lên thì là sẽ phù hợp hơn, bởi vì khi mà gập đầu côn, gập hai đầu côn vào với nhau ấy, thì là nó sẽ không bị lộ cái đuôi côn nhiều quá. Đây, mình hướng dẫn lại đấy. Đây, mình đứng một gần cho các bạn xem kỹ hơn này. Ok, đây, nhìn nhá. Đấy, đầu côn như này, chúng ta chỉ cần đưa tay đằng sau, cầm lấy thôi côn này, giật ra này. Đó, đó là
giấu cái côn dây dài nhé. Tiếp theo, thì đối với cái loại côn và dây có độ dài tiêu chuẩn là 19cm như thế này, hầu hết tất cả các loại côn inox sản xuất hàng loạt bây giờ là độ dài dây côn là khoảng 19cm, thì chúng ta giấu như thế nào? Như sau này, có khá là nhiều cách giấu. Đây, giấu cũng như vậy cũng được nhé. Đây, chúng ta gập vào. Chúng ta cũng gập đây nhé. Gập vào thế này. Đó, chúng ta nhét xuống. Nhưng đối với côn này chúng ta phải nhét sâu một chút. Đây, nhét sâu. Và có phần hơi độ một chút, mà chúng ta có một cái áo khoác ở bên ngoài thì chúng ta sẽ giấu được rất dễ. Các bạn hiểu không? Đấy, đây. Và khi cần, chúng ta chỉ cần thế này lên này. Đó, rút ra rất là nhanh. Đó, vẫn là cái cách vừa rồi. Tiếp theo nữa này, các bạn giấu côn vào đây, vào phần bệnh theo phần chéo thế này, để chúng ta dễ di chuyển nhé. Đây, chúng ta giấu thế này, như thế này, và phủ xuống. Đó, đó cũng là một cách giấu. Và khi cần chúng ta rút lên thế này. Mà cái cách này thì là phương tiện cho di chuyển liên tục, di chuyển liên tục, bởi vì cái côn này là hai thân của nó là hai đầu của nó bằng nhau, thì pin nhiều nó sẽ tụt xuống dưới và chúng ta sẽ cần phải giữ nó nhiều hơn, hoặc khi khoảng chúng ta cần phải giữ nó. Hoặc các bạn rút tay túi quần, các bạn lấy một ngón tay các bạn đỡ ở phần phía dưới này, đỡ phần phía dưới này, đỡ nó ở phía dưới không cho nó tụt xuống ấy, đi lại cho nó dễ, các bạn hiểu không? Ok. Còn một cách nữa đó là các bạn để thẳng ra như ra, các bạn nhét phần dây xuống dưới đây, các bạn nhét phần dây xuống dưới và để chéo hai bên như thế này. Đây, để chéo hai bên như thế này. Đó, bạn giấu như thế này. Đó, cầm chúng ta giật lên chúng ta sử dụng. Đó là cách giấu. Đối với cái côn có độ dài là 28-30cm như thế này, còn có một cách giấu nữa rất là hay, dành cho những anh em nào mà hay sử dụng và mang côn đi theo trong người. Đây là mình mách mẹo nhé. Tức là nếu như mình rút thế này thì vẫn thừa ra thế này, đúng không? Vẫn thừa thế này. Có thể các bạn có thể phủ áo vào như thế này cũng ok. Nhưng mà nhiều khi bị lộ áo ra là bị lộ côn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Cái phần cuối của túi quần của các bạn ấy, các bạn rạch cái phần túi ra. Đây, phần túi trong này này, các bạn rạch túi ra nhé. Sau đó là các bạn may thêm một đoạn vải nữa dài ra, tùy ý, vừa độ dài thân côn. Đây, may độ dài dài ra, hoặc là các bạn có thể là thay luôn cái túi này luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ là để có thể tự làm ấy, thì các bạn rạch túi và may thêm một đoạn vải nữa, để khi mà các bạn bút côn vào thì côn nó sẽ dài xuống đến dưới này, không ảnh hưởng gì hết. Tức là nó sẽ bị giấu ở đây, côn sẽ được giấu ở trong này. Đó, sẽ rất là ok. Đấy là các cách mà các bạn nên thử nhé. Đó. Còn đối với côn gỗ, côn gỗ thì mang theo trong người thì là côn gỗ và dây dù mang theo trong người nó không phát ra âm thanh, nó rất là êm và không bị lộ. Đấy, thì côn gỗ như thế này này thì rất là thuận tiện cho việc giấu. Nếu mà dây dài chúng ta có thể để thành chữ Z như này chúng ta giấu đằng sau, nhưng dây này hơi ngắn. Đó, dây hơi ngắn. Thì các bạn đối với dây ngắn này các bạn gộp vào như thế này, thì côn gỗ có đầu to đầu nhỏ ấy, thì các bạn cho cái đầu nhỏ xuống dưới và cái đầu to các bạn để ở trên ở đây, thì các bạn tha hồ có thể đi lại không lo bị tụt, bởi vì càng xuống sâu thì càng chặt mà. Đấy, chúng ta để như này. Đấy, không thể biết là có côn nhá. Khi cần chúng ta rút ra, rút ra là chúng ta cầm được như này luôn rồi này. Đấy, khi chúng ta để cái phần đuôi lên trên rút ra, chúng ta để như này được luôn này, thì chúng ta về tư thế phòng thủ luôn, các bạn hiểu không? Đó, đó là những cái cách mà giấu côn thường gặp và hiệu quả đấy. Ví dụ như là cái mẫu côn cao su này thì dây nó cũng khá là dài, khoảng 19cm đấy, chúng ta cũng có thể giấu gập vào như thế này. Tầm này là chúng ta có thể giấu gập rồi. Đây, giấu gập xong. Nếu như các bạn mặc quần xịt thì các bạn nhét vào trong xịt nhé, cho nó chắc nhá, không bị rơi côn nhá. Đó, đó, khá là kín, mà cái côn cao su màu đen khá là khó thấy. Đó, khi cần này
rút lên này, về đây luôn. Đó, kẹp nách và phòng thủ luôn. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.